Top 8 migraine gây sốc vì dáng ngồi giữa đường phố Việt Nam có choáng bằng ảnh tại hồ bơi. Sau khi đến Việt Nam, top 8 migraine Thái Lan nhận được nhiều sự chú ý, trong đó đáng chú ý nhất là dáng ngồi khó hiểu giữa đường phố Việt Nam. Song dàn người đẹp sau đó đã lấy lại phong độ với loạt ảnh thả dáng tại hồ bơi. Vừa qua, Chủ tịch Nawat cùng 8 thí sinh migraine Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Trong chuyến đi này, ông Nawat sẽ cùng với đơn vị migraine Việt Nam khảo sát địa điểm để tổ chức cuộc thi migraine International 2023. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam lại tỏ ra không chào đón đoàn migraine. Theo đó, nhiều người đã ném đá Vanessa Migraine Saraburi 2023 khi cô diện chiếc áo dài xuyên thấu đến Việt Nam. Chiếc áo dài phản cảm đã khiến không ít khán giả cảm thấy chướng mắt. Không chỉ có vậy, một vài người đẹp có những cử chỉ không chuẩn mực, quậy quá mức cần thiết. Mới đây, họ tiếp tục đăng tải bức ảnh trên đường phố Việt Nam. Nhưng đây không phải bức ảnh thả dáng sang trọng như các hoa hậu khác. Trong ảnh, người đẹp Thái Lan ngồi vắt chân lên một chiếc xe máy được treo đầy đồ ăn vặt, còn Vanessa vẫn tiếp tục diện chiếc áo dài xuyên thấu, ngồi tạo dáng khó hiểu giữa đường phố khiến dân tình phải lắc đầu ngán ngẩm. Một số người cho rằng các nàng hậu chỉ đang tận hưởng thời gian ở Việt Nam nên đã quậy hơn một chút. Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ trích cho rằng hai người đẹp không cư xử đúng với chuẩn mực của hoa hậu. Việc chụp một bức ảnh như vậy không phải là nhập gia tùy tục mà chỉ khiến hình ảnh của họ trở nên kém sang hơn. Trong chuyến công tác tại Việt Nam cùng ông Nawat, các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 thực hiện bộ ảnh gợi cảm 8 thí sinh Migraine Thái Lan 2023. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vừa có chuyến công tác tại Việt Nam cùng ông Nawat Isara Grisil, Chủ tịch Migraine International. Trong khuôn khổ chuyến đi, các người đẹp có cơ hội trải nghiệm ẩm thực, văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này họ cũng thực hiện bộ ảnh với trang phục áo tắm. Bộ ảnh được thực hiện trong khuôn viên bể bơi, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 chọn các mẫu áo tắm khác nhau để khoe hình thể gợi cảm. 8 cô gái này là những thí sinh bán nhiều đơn hàng nhất theo yêu cầu của ban tổ chức Migraine Thái Lan. Tuy nhiên, yêu cầu livestream bán hàng của ban tổ chức Migraine Thái Lan gây tranh cãi. Fan sắc đẹp cho rằng việc các cô gái sẵn sàng tạo hình độc lạ, hóa trang xấu đi và liên tục làm trò kêu gọi mọi người mua không phù hợp ở đấu trường hoa hậu, cuộc thi vốn tôn vinh nhan sắc và trí tuệ. Trước những tranh cãi, ông Nawat phản hồi, tôi muốn các người đẹp học hỏi được những điều mới, việc họ bán hàng hay livestream không đáng quan ngại, hình thức giải trí đang thay đổi từng ngày và tôi không muốn lặp lại những điều đã làm. Một hoa hậu bây giờ cũng không còn khuôn mẫu mà phải thay đổi và khán giả thích điều này. Thả dáng với loạt ảnh áo tắm tại Việt Nam, các thí sinh tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, một số người đẹp tạo điểm nhấn cho trang phục bằng thắt lưng kim loại để tôn vòng eo thon gọn. Đây là phần ghi hình để phát lại tại cuộc thi họa Hòa bình Thái Lan 2023. Các người đẹp diện những trang phục đồ tắm tông màu rực rỡ, họa tiết bắt mắt, tôn vóc dáng quyến rũ nóng bỏng. Các người đẹp tạo dáng chuyên nghiệp quyến rũ ở khu vực bể bơi, họ bày tỏ sự thích thú với cảnh vật, con người, ẩm thực của Việt Nam. Sau khi kết thúc chuyến đi tại Việt Nam, các người đẹp trở về Thái Lan và tiếp tục bước vào những hoạt động tiếp theo của cuộc thi chung kết họa Hòa bình Thái Lan 2023 dự kiến tổ chức ở Bangkok vào ngày 29 tháng 4. Cô gái chiến thắng sẽ nhận vương miện từ người tiền nhiệm Eva Waraha và giành cơ hội đại diện Thái Lan tại Migraine International 2023. Chia sẻ về những tiêu chí chọn cô gái đăng quang Migraine International 2023, ông Nawat nói người đẹp cần hội tụ các kỹ năng như thông thạo ngoại ngữ, đáp ứng tiêu chí 3B, body, hình thể, beauty, sắc đẹp, brand, trí tuệ. Trước đó, ông Nawat cho biết tận dụng thời gian để khám phá một số điểm đến đặc biệt ở Việt Nam. Ông cho biết đây chính là cơ hội để hiểu thêm về Việt Nam, từ đó cuộc thi Migraine International 2023 có thể góp phần quảng bá du lịch, văn hóa của đất nước hình chữ S. Chung kết họa Hòa bình Thái Lan 2023 dự kiến tổ chức ở Bangkok vào ngày 29 tháng 4. Cô gái chiến thắng sẽ nhận vương miện từ người tiền nhiệm Eva Waraha và giành cơ hội đại diện Thái Lan tại Migraine International 2023 dự kiến diễn ra ở Việt Nam vào cuối tháng 10.